เลยว่างๆเลยนี่ว่ะว่างเลยนี่จะว่างเจ้าอีกทานไหนมือในแล้วน้องนี่ลำดาลาฟาเวฟในเนื้อในก็ขั้นละกลางเลยขั้นละน้องเลยมือไปไปเดี๋ยวถิ่นบาชีเนี่ยถิ่นไกวเลยถิ่นเนื้อบาชีเนี่ยไกวเนี่ยถิ่นที่เมียนามละไกวเนี่ยเมียนบักนี่แหละเนื้อเนี่ยเตาหนักใช้กินเนื้อกินมันแหละข้าวแทนมันตัวเล็กมือเหรอใช้วงละสิวันนี้มันมีใครตอกตัดเลยมันชิ้นเนื้อชิ้นเฉยมันละงอนอีกหัวละกิจานะย้อนนะแบบขอร้อนไงน้ำหิดเนื้องอนกว่าเสียงกว่าเหมือนสมเตียงเลยไงมั้ยตีหัวตีหัวướp gia vị đã tầm để tầm 15 phút này hăng nướng. Các anh em, hôm nay trời mưa mát anh em mình đánh tiết canh vịt đây. Đây, chuẩn bị làm tiết canh vịt nhá. Lấy vịt về nướng nhá. Cả nhà nhá. Ở đi cầm khăn đi này, đi cầm khăn đi. Đây, đây đây. Đây bắt tiết đây. Đây, tiết đừng nhiều này. Thì pha nước mắm rồi nhé. Cái này tùy từng người, mỗi người có một cái cành đây. Chú Tăng pha đây, cái cành chú Tăng pha nhé. Nhiều quá, tiêm. Thì người ta làm nhiều lông, pha nhiều quá trên đấy. Mịt làng nhé, cả nhà nhé. Cho tàn vào nhé. Làm cho tàn chuẩn bị nướng như vịt nhé. Này vịt đây, nó làm đây. Tạm rồi. Tạm ra thì lấy nướng không ai quay đâu nào lấy nhà lấy quay giờ nướng cho tăng nó lại rồi vịt làng phải vịt làng nhá vịt làng ấy nhá nuôi nuôi mấy tháng nó làm này hai cân mấy hai cân mấy ba cân chưa đến ba cân hai cân mấy. Đây còn cách trọng đây, nó trọng đang lấy cây về để kẹp đây. Cây để kẹp nướng đấy. Đấy. Làm lấy cây để kẹp để nướng đây. Nướng vịt đây. Cây đây cả nhà. Cây chê ngay cạnh nhà nhé. Này trời mưa một ít này mát mát này là nướng cả cái miếng. Mình cũng nướng luôn cả miếng ba chỉ này nhá. Anh em nhé. Cả vịt, cả này nhá cùng nhau. Nướng luôn cả ba chỉ. Vịt đã làm xong. Vịt đã làm xong. Kìa chú Tâm đang làm bộ lòng mè. Đây bác Trọng đang chuẩn bị cái gia vị nhé. Gia vị trong vịt nhé. Cắm lên đó. Nó co rồi. Cắm hết canh này. Cái canh phải nào? Cắm co lên, cắm hết chút đó. Khá cắt nó mày.
Tắt nó trong. Để rồi. Mất thôi. Ồ, lấy xuống cái chậu, ở cái chậu kia. Cỏi hành nhá. Cỏi hành lá mắm mật nhá. Chúng ta làm mắm mật đấy. Hạt tiêu. Mì chính bột canh này. Nào mình đợi mình sẽ làm video quay kiểu lạng sườn luôn. Hạt tiêu một chậu hết gia vị đây, gia vị kia thì cái này cái cuộn này lạnh tiết ngư tiết canh thật rồi. Một quả tươi hay nhìn đi ạ. Này cần làm sao có gì ít rồi to tướng nhiều thế than mình than đã hồng hồng rồi ơi. Than đã cháy hồng hào chuẩn bị nướng. Lá mắm mật đây cả nhà ơi. Lá mắm mật hành tỏi đây. Tí mình bấm cái hạt tiêu nữa. Cái như được. Cái hành này cay gì. Cái hạt tiêu nha. Hạt tiêu hơn chất cũng phải độc đây. Khả năng cầm lấy được các chọn. Hạt tiêu hơn chất phải độc nha. Cả hạt luôn nha. Đây, cả hạt đây cả nhà. Vẫn chưa xay nha. Nó bảo mắm, nó bảo mắm. Ừ. Tại nó bắn xuống hết. Không ít. Cứ như cả này mà. Có em nhiều mà. Đấy, ô. Và chỉ kẹp nó xây cái bớt bọt tọc cho mình bọt tọc cái này phúc không? Nó cả đấy. Rồi bói, bói cháu ơi, rồi. Mặn lắm. Mình còn thèm mình nè. Rồi mà đấy là bị... Mì chính. Mì ngón mì chính đủ hết rồi. Tớt xuống là sợ cay quá, không ăn được. Hạt tiêu được rồi. Không ăn cay nữa. Vậy mùi lên luôn, không bấm luôn. Đi. Chà khẩu ngon. Chà chứ không, ta một phần. Đấy, ngon trời nhé. Tí vàng hết. Như mình một lòng xoa phát là vàng. Ăn thì gấp đến lúc mình còn lại. Nếu vừa tầm phần thì tầm 10 phút hay là 15 phút thì được. Cái này bác chồng. Bắt tôi sẽ xay đến cái nít ốc. Lấy cơ vịt lên là lấy cái thịt xuống nó cũng như nhau này. Ừ, nó cũng quá xuống này. Bác xoa cái bên đấy lên cái kia vàng này. Đây là nhân tiết canh nha. Chú tăng nồng bằng nha. Con nguồn mắt tắt con nguồn này hết. Đó, bác chọn cái kẹp. Bác kẹp vịt đây. Kẹp vào nướng. Chú tăng răng băm này. Còn băm thì đang mình đang quay đây, quay, đi xoay đây,
sợi với cả món đường thoải đến của nay ngon. Bác lấy cái dây lạc này buộc vào cái mít thì kia nó không dây được. Đấy, buộc vào, chắc chắc, cẩn được. Kẻ xuyên vào cái mít thì được mà. Cái cạnh bằng nguồn lược nhé. Đây, vịt đã làm xong rồi. Buộc xong hết rồi nhé. Rửa một tí để chuẩn bị lên lò nhé. Để gia vị vừa nãy quay cho anh em xem. Hành tỏi, lá mắng, một cơ, hạt tiêu, bột ngọt một tí, ớt thì mình xuống rồi. Đây, chất canh mình đây, chất canh mình xuống tỏi hết nhá. Hành nhá. Xuống hành, lá mắng bật xuống hết, chất canh. Tí gì đấy, cái lá gì nha. Thì miếng nhá, dạ nhá. Đây, vịt đây. Còn kia sẽ ngắm đúng con tâm vào tỏ. Đấy, vịt cả thịt nhau hết. Nhau đấy. Đây. Còn đây là sỏ cái canh đây. Giảm cái canh. Vịt đây. Lấy cái đầu vịt cho cả nhà. Cái kia miếng ba chỉ nhé. Chắc nước đi. Mình nó chắc nước đi. Ồ. Mình có cái chén nhanh đổ cái nước này xuống nhé. Không gọi nó lọc này xuống. Đấy. Nước xuống nhé, đánh cái này nhé. Cho mấy bẩn đó. Lạp cái canh đây. Tiết canh vịt làng đây, vịt làng đây. Đổ xuống đây. Anh nhân quán này. Đấy chưa. Làm ăn đây. Đấy, nó liều đấy. Nhiều tiết thật con này. Vịt non là nhiều tiết thật. Chết lắm. Cảm ơn bạn. Món chính này cũng là khá lâu đấy. Nhưng mà mình thấy mùi thơm mà bắt chồng ăn thế. Còn có bôi mùi thơm thơm lên này. Thế là được. Gần chín lắm. Cái nhà đấy gần chín nhá. Kìa là kìa thịt nhá. Cuối cuối này. Đây. Ngọt chưa? Mình thấy thơm đấy, khói lên nghi ngút rồi.
mọt cái cành đi. Đó. Cái cành đông hết. Đông hết rồi. Úi, quá ngon. Đang nóng là vẫn vào. Cảm ơn lại món chính em nha. Chính là lại bị ốc cho nên nó không để đây. Chính luộn thôi. Chính luộn, ra luộn nhá. Cả nhà nhé. Có thêm món này nữa, ngon lắm. Món này đặc sản đấy. Còn món vịt nướng này gì? Vịt. Vịt, vịt với thịt nướng này vẫn chưa chín. Ngần ngần được rồi, được rồi bác trong ạ. Hả? Được rồi, bên dưới, bên trên là không cần rồi, bên dưới thôi. Bên trên cho với da nó giòn giòn đi. Bên này là được rồi. Cho nó da nó giòn giòn đi, bên trên này. Rồi, chín rồi. Đủ hết rồi. Cái cành đây. Cái gì dính của nhé. Cành đẹp này. Cái vịt đẹp này mà đấy, những cái lá phủ lên thôi nhưng mà đẹp lắm đấy, đỏ lòm cả nhà đây, những cái lá này để ăn rồi còn đặt thì đặt hết đi, đặt xịt nhé. Này mình làm suốt rồi, không cần bao nhiêu thìa nước với thìa cái nước mà do mình ứ lượng thôi, xuống bao nhiêu thì thôi. Chứ thấy nhạt nhạt là được, mặn lắm thì khó. Làm quen rồi thấy bình thường, chẳng hạn. Món này mình có thịt thì cần mình làm. Đây. 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 Chuẩn bị chặt thôi đấy, ngon lắm. Nướng này tuyệt rồi, tuyệt phẩm mà. Người kia là bà chỉ nhé, cắt hết đi. À thế giờ thịt ba chỉ nhá, thịt quay đây đấy, thịt nướng ba chỉ nhá, quay nhá, kiểu như miền Nam là quay nhưng mà miền Bắc thì là nướng nhá. Cháu làm thái nó lại xuất hiện một đồ bếp mới rồi. Đấy, ba chỉ và chỉ nướng chín tới mới là ngon, chỉ yếu là cái da nó giòn là đẹp. Vịt vịt cháy cháy nhá, thấp thì món vịt nướng của mình đây. Đấy, món vịt nướng đấy. Chặt. Con. Đây, món vịt nướng ngon quá, thơm quá. Nói phẩm tiếng rồi anh em ạ. Tiếng rồi, tiếng rồi, tiếng. Mình ướp gia vị đã tầm để tầm 15 phút này mình không nướng. Đây, còn
bọn ta lên lên bơm hết. Cái canh kia. Trọng đang pha nước mắm nước chấm siêu cay. Chào anh em nhá. Đang pha nước chấm kìa. Anh em xem kênh của Lương Tân tiếp tục ủng hộ cho anh em mình nhá. Đang pha nước chấm đây. Chấm siêu cay nhá. Này anh ạ. Bị thịt ba chỉ nước như này. Ngon lắm. Nhíp hạt tôi nước khe tôi à? Bắt à? Món đây là món trứng gà luộc nhá, trứng gà luộc nhá. Nhưng mà chưa thả này à? Thả này. Ôi, vẫn thả thì thả, nhưng khi kinh khủng. Được rồi, đưa tốt, tốt đủ, cả nhà. Này, những cái kia này ngon, những cái kia là những cái gia vị đấy. Bát nước chấm. Bát nước chấm ngon. Thấy. Đây. Rồi. Đấy, thịt nướng đây. Mời tham nhé. Đấy, xin mời để anh em cả nhà ăn cơm cùng đội anh em mình nhé. Đấy, đây ngồi chơi nhé. Xin mời cả nhà chuẩn bị nhé. Dọn ra hết. Bát đủ hết. Cái này xuống mình nhiều. Đấy, đấy xuống đây xuống. Đấy, xuống ít chanh kia là bát cái chanh xuống là ngon đấy. Đây, đợi mình chuẩn bị ăn cơm đây. Mời các em một cái đúng rồi, ông Trọng à. Mời tất cả anh em ăn cơm nhá. Cho ta. Họ là người có bia đó. Rót đi, rót đi, rót đi. Hội rót. Mời các bác cơm. Đây, xin mời nhá, xin mời cả nhà nhá. Ăn uống bia cùng anh em mình nhá, mấy anh em mình nhá. Đây bia thôi, mùi bia nhá. Đấy, những cái món mình đã giới thiệu hết rồi. Đấy, thế rồi. Rồi, mời anh em lên nhá. Mời em, tất cả anh em ăn cơm vơ. Nào, mời tất cả anh em nhá. Đấy, mời cả nhà nhá. Đây, món vịt nướng, đây món vịt nướng. Con này chút ta. Kia là tiết canh. Con không? Vịt. Món là món con này. Thịt ba chỉ. Ba chỉ. Ăn con ăn muốn thế cho ăn không? Trứng vịt luộc này. Trứng gà luộc. Món vịt nướng xem có chậm. Mời anh em nhá. Cắt cơn một tí làm cũng đâu lắm. Khoảng mấy tiếng rồi. Khoảng là thơm đó. Chấm với siêu cay bên đây này. Quá ngon, sẵn ạ. Chống cái rất cay lên được. Này, cái tăng nó rất xưa đây. Ơi, mời em nhá. Lâu, chỉ xịt nếm mưu rồi. Đây, một cái nhà giống như khối. Cường khối thôi, mình không rồi. Làm miếc. Miếc cường nữa. Đó lắm. Chơi cái đồ. Đây, xin mời cả nhà. Có chiếc cả của tôi nhớ. Ông bia. Ủa mát mát quá à. Trường đợi anh em mình nhé. Mát khả thì quá à. Xin chào cả nhà nhé. Cắp, nước cắp mà luôn mà ăn cái xoài khá này. Ừ. Rồi lâu mai mình có một cái cành này. Tôi khá thì chắc chắn. Mấy thứ nó khá không nhỉ? Cứ làm một tí tiết canh nhỉ? Quá ngon. Làm một tiết canh một tí. Mời anh em nhá. Đây, tiết canh đặc này đây. Tôi quay xem một tí. Đấy. Quá ngon. Rồi mời anh em nhá. Làm một tí đặc. Chống vật một tí đó. Xem có vừa phải chưa? Mặn đạt chưa? Không ăn nữa. Mặn đâu, không ngon, ngon, ngon vừa đấy. Mặn ăn cùng vào. Có bốn miếng. Cúi, cúi cho nó chút không? Kem mình đi. Ok. Đây, bốn cỡ nhá. Cả mình. Đây, ăn tiết canh đi. Được rồi, tiết canh không? Phải thử một miếng tiết canh. Nó khối hút cỡ. Tuy nhiên. Đây, bắt tiết canh đây. Lúc mình tiết canh của mình đây. Mấy quỷ nghề, làm đi, bắt đông đấy. Đúng không? Làm. Việc làm. Làm nha. Rồi. Ngon không chú Tăng? Quá ngon. Ngon luôn. Đây, nhà thôi. Bắt tuyết thế nhỉ? Mua liền tuyết thế. Đấy, tiết canh của mình.
xin mời nhá, mời cả nhà. Ngon quá. Chắc canh vị ngon hơn chắc canh lươn này. Quá ngon. Chị Nhi về quá. Về đâu? Để đi mà. Về đến này. Được cơm à? Xin chào cả nhà nhé. Video mình đến đây là tạm dừng ở đây, hẹn là các bạn xem hay đăng ký ủng hộ cho mình nhé để làm video tiếp theo nhé. Xin chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà video lần sau. Xin chào tạm biệt. Chào để anh em mình nhé. Chào anh em nhé. Chào anh em nhá, hẹn anh em video lần sau nhá. Mong anh em ủng hộ cho kênh Lương Tân nhá, Lương Tân Vlog nhá. Chào tạm biệt. Mong anh em ủng hộ kênh nhá, đăng ký kênh nhá và chia sẻ ủng hộ nhá. Xin chào.